Hưng Yên kính chào quý vị khán thính giả trở lại với chương trình Tôn giáo và đời sống trong tuần này. Trong tuần này thì chúng ta quay lại với Phật giáo và chúng tôi hân hạnh được Hòa Thượng Thích Huyền Việt là Chủ tịch Văn phòng 2 Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại Hoa Kỳ tham gia trong chương trình để chia sẻ cũng như là hướng dẫn chúng ta hiểu đúng một chủ đề liên quan tới Phật giáo mà chúng tôi nghĩ rằng đây là một thuyết mà xuyên suốt trong quá trình tu học của người Phật tử, và người Phật tử nhắc tới đó rất là quan tâm và cố gắng tu tập chính mình để mà tránh khỏi những nghiệp báo, và chính nghiệp báo là một chủ đề quan trọng ngày hôm nay để mà chúng ta lắng nghe Hòa Thượng Thích Huyền Việt hướng dẫn và giải thích cho chúng ta hiểu rõ hơn về chủ đề nghiệp báo. Dạ, chào anh Hưng Yên và chào toàn thể quý vị, rất vui để mà tiếp xúc với làm việc với anh Hưng Yên cho cái đề tài. Dạ vâng, kính thưa quý vị, thì bây giờ chúng tôi đi vào chủ đề. Thì trước hết là nói tới nghiệp báo, thì có lẽ người Phật tử thường hay nghe tới chữ này và cũng nói nhiều, cũng như là tâm niệm nhiều về hai chữ nghiệp báo. Nhưng mà để cho không thừa thì xin hỏi Hòa Thượng, thế nào là nghiệp báo để chúng ta hiểu rõ, tạm gọi là định nghĩa đi cho nó chưa vào chi tiết, nhưng mà định nghĩa thế nào là nghiệp báo thưa thầy? Dạ, kính anh Hưng Yên và kính thưa toàn thể chư vị, đề tài thì chỉ có hai chữ, chữ nghiệp báo thôi, nhưng mà nó rộng, rất là rộng, và trong đời thường của chúng ta sẽ thấy rằng hai chữ nghiệp báo nó chi phối gần như tất cả. Khi nói như vậy thì lại liền là ô thầy, nhà sư Phật giáo, cho nên thầy nói nó có vẻ oai vậy đấy, chứ đâu có chuyện gì đâu. Nhưng mà thôi, thì mỗi tôn giáo, cái đề tài mà anh Hưng Yên ảnh chọn thì tôi rất thích ở chỗ là tôn giáo và đời sống thường của chúng ta đó. Thì tôn giáo nghĩ gì về một số những cái khái niệm mà tất cả đời thường của chúng ta thường hay nói tới. Thì hai cái chữ nghiệp báo trong nhà Phật á, thì nghiệp là hành động và báo là cái kết quả của hành động. Cho nên nghiệp là hành động và báo tức là kết quả của hành động, tức là cái sự báo ứng của cái hành động hay là cái kết quả của hành động. Xin được nói là nghiệp báo, tức nghiệp là hành động và báo tức là kết quả của hành động. Dạ vâng, cảm ơn thầy. Như vậy là chúng ta hiểu một cách đơn giản nhất, thầy nói một cách rất là đơn giản hóa để chúng ta hiểu. Nhưng mà ngay cả cái định nghĩa này thì Hưng Yên có một chút hỏi thầy là không biết có đúng hay không, là khi mà con nghe chữ nghiệp báo là con hiểu theo cái xấu. Bây giờ nó nghiệp là hành động, báo là cái kết quả, nghiệp quả đó. Thì hình như là mình nghe cái chữ nghiệp báo là có xu hướng là xấu. Chẳng hạn ví dụ là làm như vậy là coi chừng nghiệp báo, hay là tạo nghiệp, hay là nghiệp quả. Thì có phải không, khi mà mình nghe cái từ đó là mình thấy tới cái xấu rồi, phải không ạ? Dạ, thưa, công nhận là anh Hưng Yên nghĩ suy nghĩ như vậy là đúng lắm á. Đời thường hai chữ nghiệp báo có nghĩa là cái gì ở xấu chứ không có gì tốt hết. Dạ. Nhưng mà không, trên cái ngôn ngữ của Phật học á, là nghiệp là hành động, báo là cái kết quả của hành động. Như vậy thì nếu hành động tốt á, thì nó đem lại cái báo, cái kết quả là tốt. Mà nếu mà mình làm á, mà xấu thì cái kết quả đưa lại xấu. Như vậy thì chính nguyên thủy của cái ngôn ngữ của Phật học á, là bao gồm cả tốt lẫn xấu. Nhưng người đời dùng hai chữ nghiệp báo có nghĩa là nói về thiên về cái xấu chứ chả có gì cái tốt trong đó. Dạ. Chẳng hạn nó ông bà đó vậy tội nghiệp quá ha. Vậy thì khi nói như vậy thì có nghĩa là chả phải cái chuyện tốt xảy ra trong bà đó, mình dùng hai chữ tội nghiệp. Do vậy đúng như anh Hưng Yên nói, khi người đời dùng chữ nghiệp báo có nghĩa là nói cái gì, điều gì đó xấu. Dạ vâng. Buồn chứ chả có gì vui mà chả có gì tốt. Nhưng trong ngôn ngữ Phật học nghiệp báo nó chưa nói về tốt hay chưa nói về xấu. Hễ nghiệp thiện thì cái kết quả đó là kết quả tốt, mà nếu nghiệp ác nghiệp thì cái kết quả là kết quả xấu. Dạ vâng. Hòa Thượng có nói tới nghiệp thiện thì kết quả tốt vân vân đó, thì Hưng chợt nhớ đặt ra một vấn đề là như vậy là những cái loại nghiệp nào? Bây giờ có những mình phân loại nghiệp, đôi khi nói thì tự nhiên Hưng Yên vui cười, nhưng mà thực ra là bây giờ mình hiểu cho rõ, như thầy nói là nghiệp thiện thì có những báo thiện. Thì có những loại nghiệp nào mà có thể mình quy về những loại nghiệp nào không ạ, thưa thầy? Dạ thưa, có hai cái loại nghiệp, đó là biệt nghiệp và cộng nghiệp. Tức là cái nghiệp riêng của mỗi người mình gieo và mình gặt. Gieo tốt thì gặt hai quả tốt, gieo xấu thì gặt hai quả xấu. Chỉ có một mình thôi.
Nó có một cái nữa gọi là cộng nghiệp, tức là mình với tha nhân, mình với người thứ hai số nhiều. Thì hai người hay đông đảo làm việc tốt, cùng với nhau làm việc tốt, thì gieo cái nghiệp tốt thì sẽ gặt hái quả tốt, và làm việc xấu thì gặt hái quả xấu. Nhưng mà nói về nghiệp, bản thân của nghiệp á, thì nó có gọi là thiện nghiệp và ác nghiệp. Dạ vâng. À, như vậy là Hưng Yên hiểu thêm, thầy giải thích rất là cô đọng cho rất dễ hiểu. Như vậy là biệt nghiệp và cộng nghiệp và nghiệp thiện và nghiệp ác. Yeah. Như vậy là bốn từ dễ hiểu rồi. Nhưng mà xin hỏi thầy bây giờ, cộng nghiệp và biệt nghiệp thì cái nào là dữ dội hơn? Dữ dội hơn có nghĩa là ví dụ như ta làm một việc tốt, ta được nghiệp báo tốt. Ta làm một việc xấu thì ta được báo ứng xấu. Ta cùng với người khác làm một việc tốt thì ta được báo ứng tốt. Thì cái nào nó sẽ tốt hơn? Cái nào được báo ứng? Chẳng hạn như làm chung với mọi người xấu hay làm riêng xấu thì nó báo ứng lại là nó cấp số nhân lên không? Thì ý con muốn hỏi theo cái kiểu là cái sự báo ứng đó, cái nghiệp nào, hai loại nghiệp đó thì nghiệp nào nó có cái power, có nghĩa là cái ảnh hưởng lớn hơn đối với cái báo? Khi mà anh Hưng Yên nói hỏi như vậy thì tôi đã có một cái nhớ trong cái kiến thức Phật học của chúng tôi là nó là Bồ Tát thì sợ nhân, mà chúng sanh thì sợ quả. Chúng sanh có nghĩa là nói chung phàm tình, dạ là vâng, sợ cái quả, cái kết quả, mà không sợ lúc gây nhân. Dạ và vâng. Bồ Tát là cái người thiện trí thức, cái người tốt, hiểu biết, có trí sáng suốt á, thì sợ cái nhân, tức sợ cái việc làm đầu tiên, nói, làm và suy nghĩ của mình. Lựa chọn lúc nói thì phải nói cái gì, lúc làm phải làm cái gì, lúc suy nghĩ phải suy nghĩ cái gì. Thì Bồ Tát, cái bậc thiện tri thức, bậc gọi là hiểu biết, trắc tuyệt hay là bậc cẩn mật, thì họ sợ cái lúc họ hành động. Nhưng mà bình phàm của tất cả chúng sinh nói chung, trong đó có chúng ta, thì hay thì cái lúc mà tham sân si mà nổi lên, thì làm mình chả có khe, chả có quan tâm vấn đề mà mình làm tốt hay làm xấu, thậm chí xa vào pháp luật này kia mình cũng chả có để ý đấy nhá. Nhưng đến khi cái kết quả là mình chịu không nổi. Nhưng mà các vị chân nhân, vị Bồ Tát là sợ lúc gieo nhân. Do vậy á, cái khi mà mình làm việc, mình nói là cái là làm biệt nghiệp gieo nhân một mình, hay gieo nhân với tha nhân, gieo nhân thiện một mình hay gieo nhân thiện với tha nhân, gieo nhân ác với một mình hay gieo nhân ác với tha nhân, cái chuyện đó nó không phải là một sự chọn lựa của chúng ta đâu. Mà ở chỗ, nhưng mà tất cả dầu là cá nhân một mình hay là nhiều người, mà nếu làm được việc tốt với nhau thì chuyện đó quá tốt, là hãy làm được bao nhiêu thì quý bấy nhiêu. Còn làm còn vướng vào chuyện xấu á, bắt buộc rồi, chúng ta là sinh ra là tham lam sân hận si mê, thì khi mà làm chuyện xấu á, một mình vẫn làm, mà làm với tha nhân thì mình vẫn có, nghĩa là lúc đó không cưỡng lại về cái chuyện mình làm một mình hay làm với tha nhân. Nhưng mà nếu một mình mà làm tốt thì quá tốt, mà nếu mà mình làm với tha nhân mà tốt, làm tốt thì cũng là tốt nữa. Còn nếu mà làm xấu ác thì một mình làm xấu ác không tốt, mà làm với người khác làm xấu ác thì cũng không nên làm. Nhưng mà làm sao để chọn lựa cái đó? Cái sự quan trọng ở chỗ là cái sự chọn lựa của mình. Tại vì sao? Tại vì khó. Tại vì mình tham, sân và si. Khi nổi lên cái nóng giận lên á, thì ông bà mình nói là no mất ngon mà giận mất khô. Khi giận lên á, thì một mình cũng oan oan đủ thứ chuyện, quơ tay múa chân, nói lời văn tục, phóng những cái điều xấu ác đó nha. Làm nói cũng vậy. Do vậy cái nào hễ là gieo nhân thiện mà một mình thì chuyện đó quá tốt, làm đi để rồi mình sẽ gặt hái cái kết quả tốt. Mà nếu làm với tha nhân, với vợ, với con, với bạn, với bè, làm chuyện tốt thì cái chuyện đó quá tốt, làm đi, cứ làm đó đi, rồi cái mình sẽ hưởng cái kết quả. Không thể nó làm tốt mà cái kết quả nó là kết quả xấu được. Dạ vâng, cảm ơn thầy. Kính thưa quý vị, thưa thầy, là tại sao Hưng Yên hỏi câu đó là bởi vì cái đời thường, đôi khi chúng ta làm việc tốt thường số ít là cũng phải có cái gì đó cá nhân. Chẳng hạn như chúng tôi thì không phải là nói hết tất cả, nhưng mà nói cái chuyện đời thường thôi. Chẳng hạn chúng ta làm việc tốt, chúng ta mong chúng ta có những cái phước đức, tích đức. Chẳng hạn như là chúng ta làm một điều gì đó, chúng ta nghĩ tới chúng ta tích đức. Cái đó là chúng ta đã có cái phần cá nhân của chúng ta, cái hưởng lợi của chúng ta trong cái làm việc thiện rồi.
Cho nên vì vậy mà Hưng Yên muốn hỏi rằng đôi khi chúng ta làm một việc tốt, chúng ta kéo người khác làm việc tốt thì như vậy chúng ta được báo phước nhiều hơn, hoặc là chúng ta làm một việc xấu một mình thôi nhưng mà chúng ta kéo người khác, dụ dỗ người khác làm xấu theo chúng ta nữa thì có phải quả báo chúng ta phải bị nặng hơn không? Thì cái ý câu hỏi của Hưng Yên như vậy đó. Chắc chắn cái trở lại là cái ba hành động, lời nói, việc làm và suy nghĩ, thì cái ý tưởng nó còn quan trọng hơn lời nói, hành động của miệng tức là lời nói, hành động của thân tức là thân hành động. Có ba cái hành động là thân, khẩu và ý. Vì cái ý nghiệp nó rất quan trọng. Như vậy thì cái khởi lên từ cái ý của mình. Cái ý của mình làm việc tốt mà cái ý hướng của mình nó không tốt thì chưa chắc là cái việc làm được cái kết quả tốt. Mà cái ý của mình tốt mà lời nói hành động của mình người ta nhìn ra nó không có vẻ là không tốt, nhưng thật sự cái ý của mình là rất là tốt. Thành ra cái ý nó là quan trọng, nó quyết định nhiều hơn là cái thân hành động và cái miệng mình nói năng. Do vậy khi mà mình làm mà cái tâm mình rộng rãi, làm tốt mà mình mời gọi, mình chào mời những người khác, vợ con hay thân bằng quyến thuộc bạn bè này kia cùng với nhau làm chuyện đó, mình mở cơ hội để cho mọi người làm tốt, thì ngoài cái chuyện mình làm tốt rồi thì mình lại có thêm cái tốt thêm nữa. Tức là mình mở rộng cái tấm lòng ra để mong rằng mọi người cũng làm những điều tốt để được cái quả tốt. Còn ngược lại mình làm xấu mà mình kêu gọi, mình mời mọc những người khác, thì dĩ nhiên là ngoài cái chuyện mình làm xấu rồi thì mình còn lãnh đủ về những cái chuyện mà mình còn bị bồi thêm, tức là mình lôi kéo người khác vô để làm cái chuyện xấu ác, nó là to lớn lớn hơn nữa, thì có nghĩa là cái xấu cái ác nó là càng lớn hơn nữa. Dạ vâng, cái báo nó còn nặng nề hơn nữa phải không ạ? Dạ đồng ý, mà không phải chỉ trả cho một mình còn trả cho nhiều người khác nữa. Dạ vâng. Bây giờ thì quay lại cái chữ nghiệp báo mà Hòa Thượng Thích Huyền Việt cũng như Hưng Yên đang đặt ra để mà thầy hướng dẫn giải thích cho chúng ta, thì bây giờ Hưng Yên có thắc mắc là bây giờ nguồn gốc của nghiệp báo ở đâu ra? Cái nguồn gốc ở đâu ra mà có, hay là do tham sân si mỗi con người sinh ra, hay là ở đâu đó nó sẽ rơi vào từng người một, tùy cái mỗi người, tùy sự đón nhận của mỗi người, tùy sự tu tập, tùy từ cái tính cách bản chất cái con người đó, thì cái nghiệp báo có nguồn gốc ở đâu ạ? Và khi mà anh Hưng Yên nói như vậy thì tôi nhớ một cái câu Phật ngôn, Đức Phật nói rằng chúng sanh là chủ nhân của nghiệp, nghiệp là thai tạng, là quyến thuộc, là điểm tựa cho vạn loài. Chính nghiệp phân chia sự dị biệt cao thấp trong đời. Dạ vâng. Do vậy như vậy thì nó sẽ trả lời cho anh là qua cái câu Phật ngôn, lời dạy của Đức Phật rất là căn bản về nghiệp đó, thì quả thật là cái nghiệp là xuất phát từ anh ngồi đó là của anh, và từ tôi ngồi lên là của tôi, chứ không ai khác hết. Chính nghiệp, cái sự thưởng và phạt, thưởng thì làm tốt và phạt thì làm xấu, thì trong cái việc gieo nhân và gặt quả của mỗi người của mình qua lời nói, việc làm và suy nghĩ của mình, chính cái đó nó tạo thành một năng lực, mà năng lực nó có như hạt giống, nó có khả năng để sinh ra cái kết quả của cái hạt giống đó là chanh thì nó ra cái kết quả là ra trái chanh chua, mà hạt giống là trái cam ngọt thì nó ra cái quả ngọt. Như vậy có nghĩa nghiệp báo là do chúng sanh tạo ra từ do tự mỗi người, mỗi sinh linh, mỗi con người. Sinh linh đó là anh Hưng Yên, sinh linh đó là tôi, là thầy Việt, sinh linh đó là mỗi người, một cá nhân đơn độc một mình gieo và gặt. Dạ vâng. Như vậy thưa thầy, cái này Hưng Yên hỏi thêm chút. Như vậy là cái báo đó, mà cái báo đó mà dữ dằn nhất, mà đáng sợ nhất là cái gì thầy? Anh Hưng Yên và thưa anh Toàn, thưa quý vị, khi nói cái nghiệp, cái quả báo nào mà nặng nhất do cái hành động của mình gieo và mình gặt, dạ vâng, thì trong kinh có nói rằng gọi là ngũ nghịch đại tội. Wow, tức là năm cái loại tội nặng nhất mà mỗi khi chúng sinh, tức là mỗi người của chúng ta đó, ABC đó, anh Hưng Yên, thầy Việt, vâng vâng, mà phạm phải thì cái tội nó rất là nặng nề, khó mà ra khỏi cái đó. Còn những vấn đề tính về thời gian á, thì khó mà nói được cái thời gian. Đó là giết Phật, chia rẽ tăng, giết cha, giết mẹ và giết A-la-hán. A-la-hán là... A-la-hán tức là đệ tử, thánh đệ tử của Phật. Dạ vâng. Thánh đệ tử của Phật. Do vậy khi ai phạm phải cái đó rồi thì gần như cái tội ác đó phải sinh vào sau khi cái mạng thân hoại mạng chung, tức là chết cái kiếp sống này rồi, thì sẽ xa vào một cái cõi khổ, mà cõi khổ đó khó mà ra khỏi cái sự phải ở đó đời đời kiếp kiếp như thế nào để mà trả hết cái tội nặng trọng tội của mình. Yeah.
đó là xin được nhắc lại là ngũ nghịch đại tội, tức là năm cái loại đại tội. Dạ. Tức là chích máu Phật, chứ không phải giết, không giết được Phật đâu, làm cho Phật chảy máu. Dạ. Chia rẽ tăng, giết cha giết mẹ và giết A-la-hán. A-la-hán tức là thánh đệ tử của Phật. Con có một cái thắc mắc một chút xíu nữa thầy, vì cái đó là cái thời kỳ mà Đức Phật còn tại thế thì mới không chích máu của Đức Phật. Cái bây giờ Đức Phật không còn tại thế nữa, hay là người bình thường thì làm gì có vị La-hán nào mà giết, thì cái đó nó còn lưu lại từ đời này không ạ? Cái đó là một cái Đức Phật muốn nói lên về cái hành động và cái kết quả của hành động. Dạ vâng. Khi Đức Phật xác định năm cái loại tội nặng á, gọi là trọng tội đó, của một chúng sinh phạm phải, thì Đức Phật nói lên cái đó, tuyên bố lên cái đó. Nhưng mà rồi thì điều đó không có nghĩa là Phật không nói thì mình không biết, mà Phật nói thì mình biết. Mình biết thì nếu trường hợp có hoàn cảnh nào đó mà gặp phải đó thì mình đã kiên dè. Mà nếu mà cái chuyện cái đó nó không phải là đến cái đời của mình, Phật đâu có còn nữa, đừng nói là mình chích máu Phật rồi. Nhưng mà những cái khác rồi A-la-hán nó đâu, thật sự nó A-la-hán á, nó đâu có còn nữa. Thật sự cái đó là một cách nói, chứ nó điều đó không phải là vậy. A-la-hán có thể vẫn có. Tại vì khi nào mà còn tứ diệu đế, còn bát chánh đạo, còn cái đạo cái còn khổ và còn cái đạo diệt khổ, thì còn có đắc quả A-la-hán. Dạ vâng, cảm ơn thầy. Kính thưa quý vị, trong phần đầu mà chúng ta đã có được rất nhiều những cái lời giải thích, và chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi ngồi đây, chúng tôi là một người phải nói là không đủ những cái kiến thức, chỉ đặt ra những cái vấn đề mình thắc mắc thôi, mà thầy Hòa Thượng Huyền Việt giải thích một cách rất cô đọng và rất dễ hiểu. Chúng tôi nghe chúng tôi hiểu. Và nếu mà quý vị nghe mà quý vị nào mà có những cái thắc mắc, có những cái góp ý, thì quý vị cứ gọi vào đài để cho Hưng Yên thêm những cái vấn đề, để mà thêm những cái vấn đề mà để đặt ra trong những show tới. Nhưng mà riêng cái chuyện mà nghiệp báo trong chủ đề ngày hôm nay đó, thường Hưng Yên nói là chúng ta nghĩ tới cái chuyện xấu, mà cho thầy Huyền Việt vừa rồi có giải thích là trong Phật giáo thì nghiệp báo nó cả cái nghiệp thiện và nghiệp ác nữa. Bây giờ chúng tôi tạm gọi là nghiệp ác đi. Thì làm thế nào để chúng ta thoát khỏi phải nghiệp? Bây giờ chúng ta nếu mà nghiệp tốt thì chúng ta không bao giờ muốn thoát, phải không ạ? Chúng ta muốn đón nhận cái nghiệp tốt, cái báo tốt, đúng không ạ? Nhưng mà Hưng Yên muốn nói là bây giờ làm sao để thoát được cái báo ứng mà xấu, thoát khỏi cái nghiệp xấu đó, thì mình làm sao để mà thoát khỏi ạ? Thì tôi chỉ nói ngược cái cho nó vui, tức là làm sao nghiệp nó thoát khỏi mình. Làm sao nghiệp nó thoát khỏi mình. Dạ vâng. Đó là cái cách nói cho nó vui vậy thôi. Nhưng mà thật sự ra thì vậy anh Hưng Yên. Con người của chúng ta sinh là căn bản của sự có mặt hiện hữu của anh Hưng Yên, của tôi và các tất cả mọi người. Điều đó có nghĩa là cái sự báo ứng kết quả của dòng nghiệp lực mà trong quá khứ anh Hưng Yên đã gieo. Bây giờ cái kết quả là anh Hưng Yên ngồi đó. Và tôi trong quá khứ tôi gieo, kết quả tôi ngồi đây, và tất cả những khán thính giả hàng ngồi đó, mỗi người đó, đó là cái kết quả của dòng nghiệp lực của mỗi con người của chúng ta gieo và gặt. Và khi cái sự có mặt của mình ở đây, là mình tới đây là chở nguyên con. Cái nguyên con đó chỉ là trong nhà Phật nó gọi là nguyên con, tức là phiền não. Vì chính phiền não cho nên mới sinh lại đây. Phiền não là cái gì? Là tham lam, sân hận và si mê. Rồi kèm theo ba cái đó nó quyện lại với nhau, mình có tà kiến, ngã mạn, ích kỷ, khen mình, chê người, vân vân và vân, tất cả những cái tánh hư tục tật xấu đó. Thì tất cả những cái đó như vậy thì nó khiến cho con người của mình nói, có khi nó đúng, có khi nó sai, có khi nó thiện, có khi nó ác, làm cũng vậy, có khi làm đúng, khi làm sai, khi làm thiện, khi làm ác, suy nghĩ cũng vậy, khi suy nghĩ đúng, khi suy nghĩ sai, khi suy nghĩ thiện, khi suy nghĩ ác. Tất cả những cái sai và cái đúng, cái thiện và cái ác đó, tức là mình tiếp tục mình đổ dầu vào trong cái đèn nó đang cháy. Cái đèn nó đang cháy là sự hiện hữu của mỗi người của mình, là kết quả của cái dòng nghiệp lực nó đưa đẩy tới đây. Và mình hành động cho nên mình tiếp tục mình nuôi cái mình châm dầu, mình làm sang sóc cái đèn của mình, nó tiếp tục nó cháy, nó đỏ nữa. Nó cháy đỏ tức là con người của mình tiếp tục sinh tử và tử sinh luân hồi, và khi vui, khi buồn, khi sướng, khi khổ, khi hạnh phúc, khi đau khổ, khi sống, khi chết. Và tất cả cái đó mình không ra được. Nó giống như cái vật mà có trọng lượng á, trái đất. Chúng ta ngồi trên mặt trái đất địa cầu này. Trái địa cầu theo chữ mình học thường thức đó là một hành tinh. Nó quay quanh một cái định tinh mặt trời. Nó quay quanh một cách chóng mặt luôn. Nhưng mà mình nào đâu có biết, tại vì nó bao phủ của địa cầu này bằng một cái lớp không khí. Cho nên mình ở trong một cách bình an. Nhưng mà nó quay một cách chóng mặt.
vì cái không khí trên mặt địa cầu này nó giữ mình lại á. Và cái vật trọng lượng, có trọng lượng, mình đôi lên, mình dồi lên, hay cả cái thân con người của mình nhảy lên thì tự nhiên nó phải rớt xuống à. Tại vì dạ nó có trọng lượng cho nên nó rút lại, nó cái hấp lực của trái đất, dạ vâng, sức hút của trái đất nó kéo lại. Nhưng mà giả sử cái vật này không còn trọng lượng nữa thì anh đôi lên là nó tiếp tục nó đi giống khinh khí cầu đó. Nó bay lơ lửng và không biết là trái khinh khí cầu nó đi về đâu một lúc rồi nó áp suất nó có thể nổ. Nhưng mà những cái phi hành gia họ ra khỏi không gian rồi họ muốn trở lại trái đất là phải dùng sức, dùng lực. Chứ đâu có phải nó tự động nó trở về trái đất. Giờ nó ra khỏi trái đất rồi, khỏi cái hấp lực rồi thì nó đi luôn. Dạ vâng. Vậy cũng như con người của mình còn gieo, còn gạt, còn tham, còn sân, còn si, còn gieo, còn gạt, còn làm đúng, làm sai, làm thiện, làm ác, làm tốt, làm xấu. Tất cả cái đó nó tạo nên cái lực, nó vẫn còn cái trọng lực, trọng lượng, phiền não, sinh tử luân hồi. Đó là nguyên nhân để mà sinh ra kiếp sống này rồi mình chết. Dạ vâng, cảm ơn thầy. Thì chúng tôi còn nhiều điều thắc mắc lắm và còn nhiều điều phải cần thầy giải thích và phân tích, nhưng chúng ta hết giờ phần 1 rồi. Thì chúng tôi mời quý vị đừng đi đâu xa, giữ màn hình để chúng ta tiếp tục trở lại với phần 2 sau vài thông tin thương mại. Hòa Thượng Thích Huyền Việt sẽ tiếp tục chia sẻ, giải thích thêm về nghiệp báo trong Phật giáo như thế nào. Kính mời quý vị cùng theo dõi.